Ui trời ơi. Ui. Đi đâu ngại đi. Đi đâu chạy quá trời. Đây đây đây. Ui trời ơi, cái cờ. Ui, đây. Ui. 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 Mật ổ luôn. Ui trời ơi. Ui trời, mọi người nhìn này. Khủng khiếp chưa? Ui trời ơi. Cái gì đấy chị? Ui. Cái gì đấy? Cái gì trong đấy á? Có con gì trong này lật sạch sạch tao rồi. Đi ra kia tao đi vệ sinh tao thấy. Nó cứ lật sạch 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 tao đây. Trời trong này á? Ừ. Ừ. Trời trong này. Chụp được cho tao chứ. Chụp được cho tao. Úi dồi ôi. Đây 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 kìa. Đánh lên. Úi dồi. Úi dồi. Úi. To thế. Anh Tài đâu? Anh Tài đi sang bên kia rồi. Anh Tài đi bên kia mày. Bảo em đi qua bên kia. Cầm lên. Úi dồi. Thế là chặt, nó chặt bò đầu này. Tao phải gọi mày ra để gọi anh Tài ra trong... Mình tưởng là chuột hay là cái gì nó chạy trong này. Để yên tâm đi, yên tâm anh Tài đấy. Đừng manh động vào đấy, nó cắn đấy. Màu rắn này giống cái màu rắn này. Ôi, chị đừng có ấy được, nó chạy ra đấy. Ừ, sao? Để xem nào. Ôi dồi. Bên trong kia có con chưa? Úi dồi. Úi dồi, cả bên kia đó kìa. Úi dồi ôi. Nhiều lắm chị ạ. Cái gì của anh ta? Hả? Từ từ thôi tí. Cháu ơi, cháu chạy qua cái bể này nhanh lên. Ra cái chỗ mà cái nhà hoa mà vợ đang tuyên với cả chồng vừa đi qua mà chồng đi vòng ra đằng sau ấy. Đằng kia ấy, nhanh lên. Một đàn rắn, một đàn nhiều lắm anh ơi. Nhiều lắm, nhanh. Ui giời ơi. Kìa. Đấy, đông đợi chưa. Mày đưa đây, mày đưa đây chị. À mày cầm đi, để chị xem nào. Nào mày cầm đây để chị. Xem chị xem nhiều lắm. Thật nghe. Ui, đầu nó này. Ui giời. Cẩn thận nó chạy ra đấy. Ui. Nhiều lắm chứ đây. Bình tĩnh. Thấy cái cây gì? Hút. Đây. Đây bên này. Ui trời ơi. Nhiều lắm. Cả nhà nhìn này. Ui trời. Chuyện gì đang ngã thế? Đây đây đây, ui giời ơi, cái cờ. Ui, đây. Ui, đây. Ui, mật ổ. Mật ổ luôn. Ui giời ơi. Mật ổ luôn cháu ơi. Đang căng này, thấy chị gọi vào là có cái gì sạt sạt cho này. Và đi vệ sinh ở cái kia, vợ thấy cứ lượt xe ở trên đầu ấy. Khi gọi nó ra lật lên mà nhiều kinh khủng luôn nào. Đây mới đầu là con này, nó ở cái này trước này. Đây lại cho mày. Đâu? Đây, trông nhìn này. Ừ, trong đấy ạ. Ui dồi ôi. Ui toàn con to rồi. Vẻ lắm thế. Ui to chứ đã. Thật thuận lên rồi. Bỏ cái gãy này. Để ý là vợ đi kiếm. Được vẻ thế đi đấy bậy à. Chịu chết. Ui dồi ôi. Nó ngắm tổ chuột ý. Ừ. Nó lắm đấy. Úi dồi ôi kìa. Cái máy đó chị cầm cái mày. Mày à? Cái máy chị cầm cái mày lấy. Phụ anh đi. Cứ đi. Úi dồi, nó động đậy. Ấm thế. Này ngon rồi. Ấy mọi người ạ.
hôm nay mình đi bên kia để xem mấy bẫy thì hai chị em nó đi bên này. Cái này nó đủ cái này này. Đôi. Cái này nó đủ đấy. Vợ đang ngồi ở kia. Ui, nó xoạt nó bò như kiểu ấy. Nó như kiểu là vợ định cứ tưởng con mèo hay con chó nhà ai trên này cơ. Ui giời nhảy lên. Chỉ tưởng là chuột thôi. Nó xoạt mạnh lắm, nó xoạt rầm rầm luôn. Không cẩn thận đấy. Cho nó gọn ra mới làm được. Nó búi ở đây toàn lá cây nó gần vào mình cũng biết. Chỗ này người ta bỏ hoang đâu ấy chồng à? Đâu. Ui giời ơi. Ui giời, mọi người nhìn này. Khủng khiếp chưa? Ui giời ơi. Nhiều nha. Ui. Bây giờ chỗ này rồi. 20-30 con. Trời ơi, 50 con. Ui giời, nó chạy nhanh lắm. Bình tĩnh. Nhanh chứ. Đấy, cứ để nắp cái đấy xong bắt dần cho nhanh luôn. Nhá. Đấy, quay cho mọi người xem. Đấy. Mọi người nhìn này. Ui giời ơi. Ui giời ơi, phê chưa? Ui giời, mọi người nhìn này. Ôi trời ơi, con kia nó bò ra ngoài kìa. Ui giời. Ui giời, mọi người nhìn này. Khổ mang nhá. Khủng khiếp luôn. Ui giời. Ok, ok. Này, bỏ gắn. Ôi kia, bỏ xuống. Kia, bỏ xuống, nó bò đi. Bọn này nó kiểu dạng nó bị động nên nó bò lùi xuống hết đấy. Mày động mà. Nên là bỏ xuống đi. Túi đây. Đấy, mày bắt cho vào đi. Mày chạy đi đâu. À mọi người này. Hổ mang, úi xời, sướng chưa? Lại gặp may. Ngon rồi. Lại gặp may rồi. Lại có tiền rồi cả nhà. Lại có tiền. Tiền lại về với người hiền không? Mình bị con đéo này. Cái gì đây? Ôi. Chú như cái gì bố? Phải không hay là chồng bắt con ba bọn nó đấy? Ui, về đây, con tí nữa. Ui. Ra. Đấy, mọi người này. Sợ ơi. Các chú đi ẩn ở đây hơi kỹ đấy. Mình ngồi ở kia mình cứ đi. Xoạt. Ê, của mẹ ăn này. Đầu kìa chồng kìa, đầu đó đấy, chồng vừa đập cái đầu đó đấy. Đây cái gậy đây. Đưa cho anh cái này. Ui giời, quả này nó to. Ê. Ui này. Double cream. Ủa mang nhá. To. Sướng chưa. Ấy. Nó chổng mặt nó ăn. Mày là bữa ấy. Đấy, đấy. Này cứ ngắm. Ôi cái đầu kìa. Ôi, cháu bò ra ngay này chồng ơi. Úi xa. Kinh nhờ chồng nhờ, bọn này kinh nhờ. Ra này. Mày ra thì mày quẳng trước thôi con đã. Đấy. Vào túi. Úi giời. Không tiền cả. Tiền giả. Nó phun vào mặt đấy. Hôm qua chị. Ui, con này to. Ui. Ui, khiếp. Ui, sao nó béo con to nhỉ. Ui giời. Béo. Cổ mang to này. Như cái dây thừng ấy mọi người này. Sướng chưa? Đấy. Mọi người tuyệt đối không được bắt chiếc mình nhá. Ở bên này. Con này phải 3 cân đấy nhỉ. Này. Đây. Mình sẽ cho mọi người xem cái lọc độc của nó. Nó cắn vào cái miếng tôm này nó không. Không cần. Đây. Ấy, cái răng nanh mọi người thấy nó bập chưa? Đấy. Thấy chưa? Tuyệt chưa? Này. Lọc độc nhá. À. À, mọi người nhìn nó nghe tiếng nó bập vào này. Đấy. Nó bập vào nó phù lên này. Quả này rất to. Quả bự bự mọi người. 3-4 cân. Này chắc khả năng to nhất. Con này mà bây giờ cho vào hầm thuốc thì ngon nhỉ. Úi giời. Trời ơi. Mày. Này mọi người nhìn nào. Úi giời. Đấy. Đấy. Mọi người nhìn này. Đấy chẳng hết cũng vậy ra. Ý. Kinh chưa? Đứng chưa? Lươn. Mày lươn lên quận này. À, lươn quá.
phanh chạy đi à. Mẹ con này. Úi giời, con này bụng vàng thế. Úi giời, con này bụng vàng thế. Vàng kinh nhỉ. Này, mọi người thấy chưa? Có vàng ươm luôn. Mà nó rất là dài nhá. Mảnh ấy. Úi. Kiếm ấy. Con này dài chồng kìa. Dài hơn con kia. Nó lại màu nó lại khác kìa. Úp. À, nó mới ngửa ra nó mới nó lại trắng. Đây. Con này rất ghê ấy mọi người này. Úi giời. À. Đấy. Cắn mày quay luôn. Cắn quặp hết luôn rồi. Thôi. Này không có. Ô chấm nó lươn ra kìa. Đây. Cái này Tiên và Tử Vi đều chưa lươn ra đâu. Úi. Mẹ đã bọc cái chân. Tuyên và Tường Vi đều chưa quen về rắn nên mọi người mình sẽ bắt rất là nhanh mọi người nhé. Không người đó sẽ rất là nguy hiểm. Con nó quăng này. Úi giời. Đúng không? Chồng bắt nhanh rồi. Quẩn tay ấy. Úi giời ơi. Lấy thêm túi. Cưng nhỉ. Úi giời. Không cần. Một túi này đeo. À, mọi người xem nó ẩn ẩn trong đây. Lúc. À, nó rào rào. Nó bò trên cái lá nó xào 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 như kiểu đấy, bò đi trồng à. À đấy. Mày ơi mọi người thấy chưa à. Ui trời con này cũng to nha. Con kia nó phải đánh mặn ở đây. Ui trời. Đấy mọi người nhìn này. Rất là to. Hùng dữ. Úi trời ơi, nó nhảy. Mày, tao làm cả đôi. Gặp tao thì mày cũng mày chỉ có khoảng thôi. Thế chồng đi đâu mà mạ làm kìa? Đi ra xem mấy cái bẫy mới thật. Đấy. Đấy, à, mọi người nhìn nè. Mổ mang này. Đấy. Nói, quay mặt còn người anh Tài, lại yêu anh Tài. Ấy. Rồi là cắn. Nó gặm vào cái đầu này quạt vào nhá. Ôi này. Cho cả nhà không nhìn, cho cả nhà nhìn. Có máy quay được chưa? Này. Múc múc. Thôi, đưa bò vào đi. Đây rồi. Ê mọi người nhá. Thế sau khi Tường Vi và Tuyên Ma Cao đã phát hiện được ổ rắn này thì mình đến bắt được cái này mọi người này. Ui sao nặng luôn. Nặng lắm, chỗ này phải chắc phải tầm khoảng 35 cân. Đấy, thì video này mình cũng xin kết thúc ở đây nhé mọi người nhé. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sắm ở thượng vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Lấy dây đâu buộc à? Nhảy xuống dưới lấy dây.